Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, bây giờ cũng đã khá là khuya rồi, mà hiện tại thì mình đang có mặt ở ngay trên lầu 1 của nhà ga đến phi trường Tân Sơn Nhất để cập nhật những hình ảnh trực tiếp của một số cô chú và kiều bào bên Mỹ bay quá cảnh tại Nhật Bản ở sân bay Narita hạ cánh trong đêm khuya ngày hôm nay. Ở tại băng chuyền này thì chúng ta thấy đang có rất đông bà con kiều bào đứng chờ lấy hành lý của mình. Ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, như hôm trước Tường Vũ Channel cũng đã có cập nhật tình hình ở tại phi trường vào buổi tối và đêm khuya. Dĩ nhiên thì trong cái tháng 9 tháng 10 này đó thì bà con kiều bào vẫn tiếp tục trở về Việt Nam rất đông, mà thật sự thì mình cũng hơi bất ngờ một chút xíu, bởi lẽ những cái mùa cao điểm trong năm như mùa Tết rồi mùa lễ hội mùa hè thì bà con kiều bào bên nước ngoài mới trở về Việt Nam đông, nhưng mà trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thì ở tại phi trường, đặc biệt các ngày cuối tuần ban ngày cũng như là đêm khuya thì ngày cuối tuần lúc nào cũng đông kiều bào về nước, thì đây là một trong những tín hiệu rất là vui. Tất nhiên thì người Việt Nam của chúng ta rất là vui mừng khi mà đến sân bay để đón Việt Kiều là những người thân nhất của mình trở về nước. Đó, trên bản điện tử hiện nay mình đang cập nhật là 0 giờ 4 phút rồi. Và hàng loạt chuyến bay quốc tế hạ cánh lúc 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi đến từ Dubai, Doha, Qatar. Rồi một số chuyến bay đến từ Paris, Melbourne của Úc. Hạ cánh rất là sớm, 6 giờ 30 sáng thôi. Thì thường những chuyến bay mà hạ cánh sáng 4, 5, 6 giờ sáng thì thật sự rất khó để mà ghi hình tại phi trường. Không lẽ mình phải ra phi trường để mình chắc phải ngủ luôn ở ngoài đó một giấc rồi canh đồng hồ báo thức từ khoảng 5, 6 giờ sáng tiếp tục ghi hình nữa. Nhưng mà chắc phải ngày cuối tuần thì mới làm được cái điều đó, kính thưa quý vị. Nhiều kiều bào khi mà trở về Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau, về thăm gia đình, về thăm bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè. Bên cạnh đó thì kết hợp với việc đi du lịch ở một số địa điểm tại Việt Nam. Nói chung thì danh lam thắng cảnh tại Việt Nam của chúng ta cũng khá đẹp, đặc biệt là những điểm du lịch ở ngoài phía Bắc. Chẳng hạn như Sapa này cũng rất nhiều điểm du lịch tuyệt vời. Rồi Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, hay là đi vào miền Trung thì có Nha Trang, rồi Quy Nhơn. Quy Nhơn ngày nay cũng rất tuyệt vời. Rồi Phú Quốc, rồi rất là nhiều cái địa điểm phải nói du lịch mà nhiều anh chị kiều bào cũng chưa có trải nghiệm được. Kính thưa quý vị, một thông tin rất là mới và cũng cảm thấy rất là chạnh lòng, đau lòng luôn chứ không phải là chạnh lòng nữa. Đó là một Việt kiều Mỹ đã tử vong khi mà đi du lịch ở Cát Bà tại Việt Nam, quý vị. Đảo Cát Bà ở huyện Cát Hải thuộc tỉnh Hải Phòng của Việt Nam đó. Thì đây là một thông tin mới nhất vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, tức là ngày hôm nay. Thì đại diện lãnh đạo huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết trưa ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ việc là một du khách có biểu hiện bệnh lý tử vong khi tham quan trên vịnh thuộc huyện này, cô chú anh chị và các bạn. Phải nói cái quần đảo Cát Bà ở tại Hải Phòng rất đẹp, một cái không gian lãng mạn và trữ tình cực kỳ là đẹp luôn, phải nói là một từ là cực kỳ đẹp luôn quý vị. Khi mà chúng ta ngồi trên những cái chuyến tàu du lịch để mà đưa chúng ta đi tham quan trên cái vịnh thuộc quần đảo huyện Cát Bà đó, thì phải nói bao bọc xung quanh rất nhiều đảo xanh, cây xanh và mặt hồ nước, mặt biển thì nước rất là xanh và nó nhẹ nhàng lắm, phải nói cực kỳ lãng mạn và êm đềm. Theo như thông tin ban đầu thì vào sáng ngày hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2023,
thì một vị khách nam Việt kiều Mỹ giấu tên 64 tuổi đi tham quan ở các cái vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trên một cái con tàu du lịch của một công ty du lịch trên địa bàn huyện tổ chức. Thì đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nam Việt kiều này có biểu hiện co giật và bất tỉnh. Sau đó nam Việt kiều này được sơ cứu và đưa vào bờ để mà chuyển đến trung tâm cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Cát Hải. Nhưng sau đó thì một điều đáng tiếc đã xảy ra, đó là nam Việt kiều Mỹ này 64 tuổi đã tử vong rồi. Phải nói là một cái sự việc rất là đau lòng với chính bản thân của nam Việt kiều này. Bên cạnh đó thì để lại rất là nhiều nỗi buồn và sự đau thương của gia đình. Bởi lẽ khi mà anh chị của chú Việt kiều trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm gia đình, kết hợp với đi du lịch, nhưng mà không may thì một cơn bệnh nào đó đã khiến cho anh nam Việt kiều Mỹ này đã không còn gặp lại người thân của mình nữa sau chuyến trở về Việt Nam. Thật sự rất đau lòng cô chú anh chị và các bạn. Cho nên phải nói rằng là để mà có một cái chuyến hành trình từ Mỹ về Việt Nam thăm quê hương, thăm thân nhân và kết hợp với đi du lịch 1-2-3 tuần gì đó tại Việt Nam, thì cái vấn đề về sức khỏe thì chắc hẳn là tất cả chúng ta cũng biết nó quan trọng như thế nào. Một cuộc hành trình dài từ Mỹ về Việt Nam ít nhất cũng phải 15-16 tiếng nếu đi của Việt Nam Airlines từ San Francisco về Sài Gòn cũng hết 15-16 tiếng đồng hồ rồi. Chưa kể là chúng ta đi những hãng hàng không khác có một điểm quá cảnh tại Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông gì đó thì lại tốn khoảng 19-20 tiếng đồng hồ. Như vậy thì chắc chắn là cái cuộc hành trình của chúng ta nó kéo dài và sức khỏe của chúng ta là quan trọng nhất. Cho nên mình biết rằng là nhiều cô chú anh chị Việt kiều khi mà lên một kế hoạch trở về Việt Nam để mà thăm thân nhân thì các anh chị đó rất là lo lắng về nhiều thứ luôn. Về cái việc sắp xếp công ăn việc làm, rồi sắp xếp cái lịch nghỉ làm ở tại Mỹ. Bên cạnh đó thì phải chuẩn bị quà cáp, rồi quần áo, đồ đạc để chúng ta có một cái cuộc hành trình về Việt Nam thăm gia đình nó trọn vẹn và nó hạnh phúc và nó hoàn toàn là thuận lợi ở nhiều cái khía cạnh luôn. Cho nên trước khi mà chúng ta trở về Việt Nam, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi Việt kiều Mỹ muốn về Việt Nam thì trước hết là phải giữ cái sức khỏe thật tốt, đảm bảo cho chúng ta một cuộc hành trình đủ cái độ bền. Không những trên cái hành trình bay từ Mỹ về Việt Nam mà sau khi chúng ta về Việt Nam, do bởi thay đổi về cái khí hậu ở tại Việt Nam. Việt Nam là một cái vùng khí hậu nhiệt đới cho nên nó rất là nóng và nó có một khí hậu nó khó chịu. Cho nên nhiều anh chị cô chú, đặc biệt những cô chú lớn tuổi mà có một số cái bệnh lý nền nhẹ ở tại nước ngoài đó, mà khi về Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng về cái khí hậu, nó làm thay đổi cái nhiệt độ, cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và nó nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Chẳng hạn như khi mà hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất thì thời tiết Sài Gòn rất là nóng và oi bức, với một cái lượng không khí dày đặc nóng, đặc biệt là xe cộ lưu thông nó tạo một cái bầu không khí cực kỳ nóng luôn. Sau đó anh chị đi du lịch ra các tỉnh như là miền Trung, Đà Lạt, Cao Nguyên thì nó là làm nó thay đổi nhiệt độ liền. Rồi sau đó chúng ta tiến về miền Trung dọc theo dãy quốc lộ 1A đó, dọc theo bờ biển đi ra miền Bắc thì khí hậu lại thay đổi nữa. Cho nên là nhiều cô chú lớn tuổi sẽ chịu cái sự thay đổi nhiệt độ liên tục như vậy, ảnh hưởng sức khỏe vô cùng. Cho nên mình thấy thì nhiều anh chị Việt kiều Mỹ bên nước ngoài về Việt Nam hay mang một những cái loại thuốc cảm như là Tylenol rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bình thường chúng ta không cảm, không mệt, không mỏi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta uống một viên vào buổi trưa cũng rất là tốt luôn quý vị nha. Một viên thôi, nó cũng không có hại gì hết, mà nó sẽ tốt. Mình không cần phải chờ đến lúc bệnh mình mới uống, nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta đi du lịch ở tại Việt Nam thì mỗi ngày chúng ta uống một viên Tylenol 500g vào buổi trưa sau khi ăn, và sau đó chúng ta uống nhiều nước thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta, đảm bảo chúng ta thoải mái đi du lịch tại Việt Nam, cô chú anh chị và các bạn.
Cho nên một nam Việt kiều Mỹ sau khi về Việt Nam đi du lịch thì không may đã tử vong, rất là buồn luôn cô chú chị. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão Coi Nu thì ở tại Trung Quốc, ngày hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2023 sẽ bắt đầu có những cái việc mà chuẩn bị để mà đối phó với cơn bão này đổ bộ vào Đài Loan. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão Coi Nu thì tại Đài Loan ngày 4 tháng 10 năm 2023, tức là ngày hôm nay, thì cơ quan của Đài Loan cũng đã yêu cầu nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, trường học phải lên những phương án để mà phòng chống bão, sẵn sàng đối phó với cơn bão Coi Nu này. Dự kiến sẽ đổ bộ vào hòn đảo Đài Loan vào sáng ngày mai là ngày 5 tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó thì các hãng hàng không đã thông báo hủy 87 chuyến bay nội địa và 25 hãng hàng không quốc tế cũng đưa ra thông báo tương tự đối với đường bay quốc tế. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, như vậy thì cơn bão Coi Nu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các chuyến bay trong nước cũng như là chuyến bay quốc tế vào ngày 5 tháng 10 năm 2023. Chưa biết thì các chuyến bay quốc tế từ Mỹ của nhiều cô chú anh chị và các bạn khi mà chọn bay quá cảnh tại Đài Loan sẽ như thế nào, thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn theo dõi tình hình bão Coi Nu ảnh hưởng trực tiếp tới đảo Đài Loan, ảnh hưởng tới các chuyến bay quốc tế, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi các khung giờ bay. Trong buổi tối ngày hôm nay cũng có khá nhiều Việt kiều bên Mỹ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất trên các chuyến bay quá cảnh tại Nhật Bản từ sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản. Mong sao cơn bão sẽ qua nhanh để cho các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng, tránh các trường hợp delay nhiều tiếng đồng hồ sẽ làm cho nhiều cô chú anh chị và các bạn bên nước ngoài. Hai mươi lăm hãng hàng không quốc tế cũng tuyên bố là hủy chuyến bay. Điều này chắc chắn là ảnh hưởng đến nhiều quý vị và các bạn bay quá cảnh tại Đài Loan rồi. Chưa biết thì các chuyến bay quá cảnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản ảnh hưởng gì hay không thôi, chứ còn các chuyến bay quốc tế mà quá cảnh tại Đài Loan chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong ngày 5 tháng 10 bởi vì sức gió rất là mạnh luôn quý vị. Sức gió mà mạnh tới cấp 15, giật đến cấp 17 thì còn quá mạnh luôn. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo như thông tin của hãng Reuters thì khoảng 10% lượng phi công của hãng hàng không Việt Nam là Bamboo Airways đã rời hãng hàng không sau khi mà hãng này chậm trễ trong cái việc chi trả lương. Bamboo Airways đó là công ty cổ phần hàng không Treo Việt, một hãng của Việt Nam. Trong 2 tháng vừa qua thì sau khi bị chậm trong cái việc chi trả lương cho phi công nước ngoài thì phi công đã nghỉ việc rất nhiều. Phải nói mặc dù là nhân viên tại Bamboo Airways đã có những cái tiền lệ từ trước đến giờ là chậm trong cái việc mà nhận lương,
Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên mà cái vấn đề trả lương chậm trễ đã khiến cho phi công nước ngoài tiếp tục đình công và họ nghỉ việc luôn quý vị. Phía bên trong thì chúng ta thấy lần lượt vẫn đang còn có một số hành khách tiếp tục đẩy hành lý ra phía ngoài, và mặc dù bây giờ cũng đã khuya rồi, tuy nhiên thì sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang còn rất đông bà con đứng để mà chờ đợi những người thân của mình, có lẽ là người thân hạ cánh trên các chuyến bay sau 0 giờ bay quá cảnh từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tường Vũ Channel xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ cũng như là góp ý và động viên. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị đã chia sẻ thêm những cái thông tin rất hay về nước Mỹ. Trước kia thì mình cũng nghe đâu đó và tra cứu một số thông tin trên mạng, thì có lúc thì nói là Mỹ có 50 tiểu bang, rồi có những thông tin thì nói là Mỹ có 52 tiểu bang, thì thêm Washington DC với lại thêm cái gì Rico, Puerto Rico gì đó quý vị, là 52 tiểu bang. Nhưng mà theo như nhiều thông tin của nhiều anh chị đang sinh sống và làm việc ở tại Hoa Kỳ đó, thì đã có chia sẻ, đã có để là những cái bình luận, đó là nước Mỹ hiện tại có tổng cộng là 50 tiểu bang, cũng như là có một số đặc khu liên bang, có nghĩa là nhiều cái đảo nhỏ và những cái hạt chính. Và có một số anh chị chia sẻ là trong số 50 cái tiểu bang ở tại Hoa Kỳ, ở tại Mỹ thì có 48 tiểu bang là tiếp giáp với nhau, nghĩa là những cái tiểu bang này nó được kết nối trực tiếp và nằm ngay chỗ khu trung tâm của Bắc Mỹ giữa Mexico và Canada. Còn hai cái tiểu bang mà nó gần biển đó là Alaska và Hawaii. Alaska thì nằm ở phía tây bắc của lục địa Bắc Mỹ, trong khi Hawaii thì nằm trên một cái quần đảo ở giữa Thái Bình Dương. Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.